Giờ các bạn, đây là buổi sáng của mình tại Forest Camp. Thì lúc nãy mình đã vừa ăn xong một tô mì gói rồi. Thời tiết hiện tại thì khoảng 11 độ và mình cũng vừa trong lúc pha ăn mì gói thì mình cũng đã pha xong ly cà phê đây để uống buổi sáng ha. Thì vẫn như thường lệ thì sẽ ăn hai thanh sô cô la này để nó nạp thêm năng lượng cho hôm nay. Hôm qua thì mình đi 15 cây, hôm nay thì chúng ta sẽ đi khoảng 5 tới 7 cây thôi. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn hôm qua ha. Km đầu tiên trong cái ngày thứ hai các bạn vừa mới gọi là đề ba một cái đoạn dốc nhỏ xíu thì đang đi vào một cái đoạn trong rừng thì các bạn thấy thì sương mù với lại mây mù nó khá là dày à, nhìn cứ gọi là mờ như nến các bạn. Thì hôm nay thì mình hy vọng là sẽ gọi là có nhiều cái góc máy và lại cảnh đẹp chụp được núi tuyết ra. Đúng là từ 2.000 lên 3.000 thì dốc quá trời các bạn à, mới đề ba thôi mà nãy giờ là chỉ có đi dốc thôi à, đi tầm khoảng là hơn 30 phút rồi đó à, chỉ có đi lên thôi. Thì cái đoạn này đi bằng thì mình mới vlog được cho bạn coi ha. Thì vẫn đang đi trong rừng và vẫn gọi là sương khói mờ như nến ha à, đi mấy cái đoạn dốc thì mình nói thì vẫn được nhưng mà nó sẽ bị gọi là bị chậm và bị mệt ha. Nên là mình chỉ vlog lúc mà đi những cái đoạn băng như này, dốc thì mình sẽ đi chậm hơn, bước chậm hít sâu thì nó sẽ đỡ mệt. Còn nếu như mà ngay cả đoạn băng này mà vừa đi vừa nói thì cũng đã mệt rồi chứ nói là dốc nữa. Ok, keep working. À, anh gai của mình này, bây giờ không biết đâu rồi. Mình thì tại vì vừa đi vừa mình video mà nói hơi liếu liếu rồi các bạn ạ. Ok, đi tiếp thôi các bạn. Thank you.
Hello các bạn, mình xuất phát lúc 8 giờ rưỡi, 9 giờ kém, thì bây giờ là 10 giờ kém, thì đi khoảng 2, đi khoảng đâu, đi khoảng 1 tiếng ha, đi được 2 km. Bây giờ tới cái điểm, điểm đây là điểm tiếp theo mà mình sẽ tới, đó là Lâu Kem, rồi lên cái ban Banda Banda gì đấy, còn khoảng 2 cây rưỡi nữa, nhưng mà 2 cây rưỡi này là đường lên không nên là khá là mệt. Các bạn nhìn thấy xung quanh mình đang là mây, tại vì bây giờ là kiểu như hơi cao rồi á, nên là mây mù rất là nhiều. Thì bây giờ sẽ tới cái điểm đó khoảng 2 cây rưỡi, 2 cây 8. Nếu như mà ok á, thì mình sẽ lên tới 2 kem luôn, còn nếu như mà không thì ở lại đó ha. Ok không là tại vì nếu như mà chỗ đó mà đẹp á, thì mình có thể ở lại mình chụp hình mình này kia, còn nếu như mà trời mù quá thì chắc mình sẽ đi lên 2 kem luôn ha. Namaste. Vừa mới xong thêm một con dốc nữa các bạn. Những cái đoạn video vlog này thì mình nghĩ là mình sẽ im lặng là chủ yếu, tại vì nói thì bị đứt quãng như vậy, mệt thở còn không nổi, nói gì nói các bạn. Đây thì những cái đoạn này thì bằng thì mình sẽ lót một xíu, còn những cái đoạn dốc thì đa số mình sẽ quay thôi, xong rồi nói gì nói sau ha. Đó thì cứ lên một đoạn dốc thì có một đoạn bằng như vậy đó, thì mình sẽ cố gắng làm vlog. Ok. Namaste. Đi vào mùa thấp điểm như này thì hiếm hiếm lắm gặp một cái đoàn người nó đông như vậy. Còn nếu như mà đi vào mùa cao điểm á, thì những cái đoàn người như vậy thì rất là bình thường luôn. Đi đông như chạy hội vậy đó. Ok, chắc mình không nói nữa.
lên nhóc thôi. Tới lâu kèo rồi các bạn. Đấy, trên này thì cờ lung ta nhiều ha, mấy cái treo ở dưới thì tưởng lung ta. Đây, tới lâu kèo chắc là mình sẽ nghỉ đi một xíu, uống nước, phiêu lại cái bình nước, tại vì bình nước của mình đã hết rồi. Ok. Mình vừa đi qua một cái kem đó là Panda 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 gì ấy. Mình sẽ hiện lên tên cho các bạn coi, tại vì chả nhớ nữa. Cái đó là lúc đầu mình với lại anh Gai là sẽ dự định là tối nay ở đó, nhưng mà gọi là vượt chỉ tiêu một xíu thì bây giờ sẽ đi lên hai kem luôn ha, để nếu như mà mai mà thời tiết tốt thì sẽ lên Madeira Bay Camp rồi rồi về lại làng Sydney ha, thì nó sẽ gọi là vượt chỉ tiêu một ngày, tại vì bây giờ trời mưa thì vẫn đang khoảng 2 giờ chiều, nên là từ đây mà lên chỗ hai kem thì khoảng 3 km thôi các bạn. Nên mình nghĩ thôi, chắc là đi từ từ rồi nó cũng sẽ tới, và trời mưa thì chỗ đó cũng chả có cái view gì để mình chụp. Mình còn sức thì mình cứ đi ha. Mai thì nếu như mà thời tiết tốt mình quay lại chỗ đó thì mình sẽ chụp hình quay phim sau. Ok. Nãy giờ thì đi qua mấy con dốc mình cũng chả vlog được, tại vì trời mưa với lại mệt quá nên là cũng chả vlog được, nên là đoạn này thì hơi vào bằng xíu rồi có quay một xíu cho mọi người coi. Ok, let's go to high camp.
Trời thì vẫn đang còn mưa các bạn. Lúc nãy anh tour guide mình hỏi là bây giờ là muốn dừng ở đây hay là đi tiếp tới highway hai camp, thì mình nói thôi ok, còn một tiếng rưỡi thì đi luôn đi chứ dừng làm gì. Nhưng mà khúc này thì đã đi ra khỏi khu rừng rồi ha, bây giờ thì chủ yếu là đồi trọc với lại cỏ thôi, chứ không có cây to cây nhiều như ở bên dưới. Ok, trời thì vẫn đang còn mưa, lâu lâu thì có dông. Đang trên đường đi về Hai Cam. Khúc đi về Hai Cam này thì đường nó cũng dễ đi các bạn, nó cũng khá là bằng, rồi cũng đã thấy núi tuyết rồi. Tuy nhiên thì đang ở độ cao gần 4.000 nên là không khí nó hơi, oxy nó hơi loãng nên là cũng hơi mệt ha. Mét cuối cùng lúc nào nó cũng mệt các bạn ạ. Bây giờ thì không khí nó loạn rồi nên là khá là mệt. Ok, nhưng mà mình phải đi chứ đừng có dừng lại, tại vì giống như là cái máy á, mình đã chạy rồi, nóng máy rồi, mình dừng lại rồi mình đề ba lại thì nó sẽ mệt hơn, nên là cứ đi đi từ từ cũng được. Mình đoán là còn tầm khoảng 1 km nữa thôi, mệt quá. Bây giờ mình đoán là tầm khoảng 2-3 độ gì đó. Shit. Ở trên kia thì có cái tì hào, chả biết là gì, không biết là phải hai kem không. Nếu mà đó là hai kem thì quá là tuyệt vời, còn nếu như mà đó không phải là hai kem thì tiếp tục đi thôi, biết sao giờ. Mình đã chọn con đường này thì mình phải đi thôi. Ok, keep walking. Trước mặt mình là một trại núi tuyết
cho các bạn coi này. Yeah, đẹp không? Có đẹp ha. Hoa kìa, hoa kìa, này lo gì đây, hoa gì mà đẹp thế. Một trăm km, một trăm ngu người rồi các bạn, 100 mét cuối cùng lúc nào không nói được các bạn ơi. Welcome to High Camp, 3550 mét. Ok, cuối cùng thì cũng đã tới. Đã tới khách sạn rồi các bạn.
Sau khi thay đồ, nghỉ ngơi, uống một ly trà gừng thì nó đỡ mệt rồi các bạn. Và nãy giờ thì mình cũng quay với chụp rất là nhiều, tại vì ở đây thì có cái view rất đẹp và có một nói chung là một cái giống như là một cái rừng cây đỗ đỗ quyên á, thì đang gọi là cuối mùa, hoa thì hơi tàn nhưng mà cũng rất là đẹp luôn, và mình quay cũng rất là nhiều. Và tự nhiên này bây giờ khoảng 5 giờ rưỡi thì trời nó rất là đẹp luôn ha. Trong sân rồi mây nó từng từng cụm từng cụm, nó không có bị là kiểu như là mây mù nó kéo tới nữa, nên là chắc là phần thưởng cho mình khi mình đã vượt chỉ tiêu ngày hôm nay. Hôm nay thì chỉ tiêu thì sẽ tới low camp thôi, nhưng mà mình làm phát lên 2 camp luôn. Chắc là phần thưởng cho mình cho cái vượt chỉ tiêu hôm nay. Đây thì đằng sau mình đây này, nguyên một cái rừng hoa đỗ quyên luôn. Nguyên một cái đồi này thì hoa đỗ quyên, và xung quanh thì đồi núi trập trùng, và mây thì đang vườn những cái đỉnh núi các bạn. Lâu lâu thì sẽ có những cái đám mây nó kéo tới, xong rồi nó hơi đen một xíu, xong rồi nó đi, xong thì nó lại quang mây tận lại, rất đẹp luôn. Và đằng này thì núi tuyết ha. Đây. Đây mình sẽ cho các bạn coi là rõ hơn là cái cảnh xung quanh này sẽ có cái gì nha. Các bạn thấy phần thưởng hôm nay của mình có xứng đáng không? Ở trước mặt mình là hoa đỗ quyên, đằng xa kia là núi tuyết, ở đằng dưới thì là mây, gần gần thì là những cái trước mặt là những cái ngọn núi trập trùng. Mình cũng không biết là mô tả cái cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa. Nhưng mà đây là một trong những cái cảm giác mà mình nghĩ các bạn khi mà đi trekking ở Nepal á thì các bạn sẽ hiểu được. Tại vì kiểu như nó khó tả lắm các bạn, nó hạnh phúc kiểu nó khó tả lắm. Nên là chắc là các bạn có thể là nhìn qua hình ảnh mà mình quay để các bạn hiểu được một xíu xíu nào đó cái vẻ đẹp khi mà đi trekking ở Nepal. Nó giống như là các bạn sẽ gặp một cái gì đó, các bạn sẽ vỡ òa trong cảm xúc gì đó. Thì mình nghĩ là và đây là một trong những cái cảm giác đó của hiện tại của mình. Ly trà này thì nãy mình mua mình bên Tea House làm cho mình. Ly trà gừng. Hôm nay thì mình tới đây sớm hơn so với dự kiến, và được đối đãi như vậy thì nói chung là nó quá xứng đáng các bạn ạ. Quá là hạnh phúc.